Xét tuyển sớm là các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó thường là các phương thức xét tuyển như học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tuyển sinh riêng, các hình thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng. Đây là hình thức tuyển sinh rất mở, tạo điều kiện tốt cho thí sinh trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích, vì vậy được nhiều em ưu ái lựa chọn. Thường ở mỗi trường em sẽ chọn đến từ 2 đến 3 phương thức ạ. Tại vì là hai phương thức thì sẽ thường là xét tuyển học bạ và một cái phương thức cuối cùng thì sẽ là có thể là xét tuyển điểm thi tốt nghiệp kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh để mà đảm bảo được cái cơ hội của mình. Em tối đa hóa những phương thức xét tuyển, như kiểu là em xét tuyển trong hồ sơ học bạ vào các trường như là Bách Khoa, trường Ngoại Thương, và ngoài ra thì em cũng sẽ cố gắng thi tốt nghiệp hay thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực. Hiện nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024, trong đó có thông tin cụ thể về các phương thức xét tuyển sớm. Thí sinh cần lưu ý tìm hiểu kỹ để đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Các bạn có hai cái cơ hội. Cơ hội thứ nhất là các cái cơ hội xét tuyển sớm. Thì các bạn cũng cân nhắc. Việc xét tuyển sớm và trúng tuyển rồi thì nó cũng đỡ tạo cái áp lực cho chúng ta trong cái đợt xét tuyển sau này. Cái đợt thứ hai là đợt xét tuyển theo cái kết quả thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên tôi cũng nhấn mạnh lại là xét tuyển theo phương thức nào thì chúng ta đều phải đăng ký trên hệ thống của Bộ. Đấy, và lúc đấy thì hệ thống nó sẽ xem xét cả xét tuyển sớm lẫn xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông. Và cái nào mà các em đạt thì hệ thống nó sẽ chọn cho các em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn năm 2020 đến năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện điều chỉnh một số kỹ thuật trong quy chế để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thi.